Công Phượng được bà xã Tô Ngọc Viên Minh tiếp lửa trên khán đài. Bà xã Viên Minh của Công Phượng đã có mặt trên khán đài sân Việt Trì để cổ vũ cho ông xã của mình. Cái tên được chờ đợi nhiều nhất bên phía đội tuyển Việt Nam ở trận gặp U22 Việt Nam chiều nay chắc chắn là ngôi sao Nguyễn Công Phượng. Bởi lẽ bên cạnh tầm ảnh hưởng về mặt truyền thông của cầu thủ này, Công Phượng còn được nhiều người nhận định là sẽ giúp thầy Park giải được bài toán tấn công. Nhất là trong bối cảnh các tiền đạo đang không mang tới nhiều sự yên tâm cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam hôm nay, phía trên khán đài có sự xuất hiện của một nhân vật rất đáng chú ý. Đó chính là bà xã của Công Phượng, Tô Ngọc Viên Minh. Được biết Viên Minh đã phải di chuyển một quãng đường khá xa để có thể có mặt tại Phú Thọ, tiếp lửa cho lần trở lại của đội tuyển quốc gia của ông xã Công Phượng. Vào chiều ngày 27 tháng 12, trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam diễn ra trên sân Việt Trì Phú Thọ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa đội hình mạnh nhất có thể cho trận gặp lại đội tuyển U22 Việt Nam với những cái tên như Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng. Trận đấu chiều nay là một bài test cực kỳ quan trọng của thầy Park để chuẩn bị cho một năm 2021 với những giải đấu cực kỳ khó khăn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.